Đề số 01 phần ete lipid trong đề thi đại học và trung học phổ thông quốc gia. Câu số 1 nhá. Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn? Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn? Thế thì ở đây mình có này, axit acetic là CH3COOH, đúng chưa? Thì cấu trúc của thằng CH3COH này mình phải viết được ra cái cấu trúc của nó nhé. Là C này, H3 này, C này, nối đôi O này, OH, nên nó có nối đôi này. Vậy là không phải thằng này. Ý B, methyl format, chúng ta nhìn kỹ nhé. Methyl format nhá. Methyl format là HCOO CH3. Thì cấu trúc của nó này, cấu trúc của nó này, H C nối đôi O O CH3. Chúng ta nhìn thấy nó có nối đôi, đúng không? Vậy cũng bỏ luôn. Được chưa? Anhydride acetic là CH3 CHO. Thì cấu trúc của nó này, cấu trúc của nó này, CH3 này, C này, nối đôi O này, H này. Được chưa? Và alkoxylic, đây alkoxylic đây là C2H5OH, đúng không? C2H5OH thì cấu trúc của nó này, nhìn kỹ nhé, cấu trúc của nó nhé. Đây là CH3CH2OH. Vậy ở trong này chỉ có thằng ancol ethylic là thằng làm sao nhỉ? Là thằng xịn sò nhất, đúng không? Là thằng chỉ có liên kết đơn. Ok, đáp án đúng là đáp án D. Được chưa? Đáp án đúng là đáp án D. Được chưa? Tiếp tục nha. Sang câu số 2 này. Câu số 2. Đun 3 gram CH3COH. Đun 3 gram CH3COOH. Chúng ta tìm được số mol của CH3COH bằng 3 chia 60 bằng 0,05 mol. 0,05 mol với C2H5OH dư. C2H5OH dư thì thu được 2,2 gam. Thu được 2,2 gam CH3COO C2H5. Ta tìm được số mol luôn, chú ý. Đây đun, đây là phản ứng trong H24 đặc thì phải lưu ý là phản ứng này xảy ra theo hai chiều. Môi trường H cộng, được chưa? Anh này cộng với lại nước, được chưa? Chúng ta tìm được số mol luôn nhé. 2,2 chia 88. 2,2 chia 88 bằng 0,025. 0,025. Vậy ngay lập tức mình suy ngược lại được. Được chưa? Mình suy ngược lại được số mol của CH3COH phản ứng là 0,025. Được chưa? 0,05 này là số mol đề bài cho, là số mol ban đầu. Được chưa? Là số mol ban đầu. Được chưa? Đây là số mol phản ứng. Vậy suy ra mình tìm được hiệu suất. Hiệu suất của mình có phải chính bằng số mol phản ứng 0,025 chia số mol ban đầu 0,05 được bao nhiêu nhân với 100% thì bằng 50%. Được chưa? 50%. 50%, vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ. Được chưa? Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ. 50%. Ok nha. Tiếp tục nha. Chúng ta sang câu tiếp theo là câu số 3 đề đại học khối A năm 2013. Chúng ta sang câu tiếp theo là câu số 3 đề đại học khối A năm 2013. Thế thì cái câu này là hỏi về phần chất nào sau đây khi đun nóng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có chứa anhydride, thì cái chỗ này mình phải hiểu về mặt tính chất vật lý, tính chất hóa học nhé. Thế thì hoàn toàn mình có này, anh A này mà trong NaOH, trong NaOH thì thầy thì chúng mình có một cái này, gạch chéo này ra. Đấy là mình biết được. Vậy là nó sẽ tạo thành gì? Nó tạo thành CH3COONa cộng với đây, OH đính đây, HOCCH3 nối đôi CH2. Nhìn chưa? OH đính vào carbon chứa nối đôi. Được chưa? OH đính vào carbon chứa nối đôi thì ngay lập tức chuyển thành, nhưng chú ý ở đầu này có CH3 rồi, nó chuyển thành CH3C nối đôi OCH3. Được chưa? CH3 C nối đôi OCH3 không phải là anhít mà thằng này là ceton nhá. Không phải là anhít, thằng này là ceton. Ceton vậy là loại nhà đáp án A. Được chưa? Mình sang đáp án B này. Sang đáp án B này. Đáp án B cũng cộng với NaOH. NaOH thì tạo thành này, gạch chéo đây phát là nó tạo thành CH3 COONa cộng với này OH này, HO này, CH này nối đôi CH này, CH3 này.
Thế mình nhìn này, mình nhìn chất này thì ngay lập tức nó sẽ chuyển thành gì? Do OH đính vào carbon chứa nối đôi nên ngay lập tức chuyển thành gì? OHC gạch CH2 gạch CH3. Vậy cháu này chính là anhydride đúng không? Chúng mình viết ngược một chút. Ok. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ. Còn đáp án C của chúng ta thì nó sinh ra ancol bởi OH đính vào carbon no. Đáp án D của chúng ta OH đính carbon no thì nó cũng sinh ra ancol nhá. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án D nhé. Chúng ta sang câu tiếp theo này. Câu số 4. Câu tiếp theo. Câu số 4. Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOCH5. Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam. Thế thì ở đây mình có này, 3,7 gam thì là HCOOCH2H5. Chúng ta tìm được số mol luôn. Chúng ta tìm được số mol luôn bằng 3,7. Mình tìm được phân tử khối thằng này nhé. Chúng ta cần phải thuộc nhé. Phân tử khối này là C3H6O2. Vậy phân tử khối của nó là bằng 74. Mình có số mol là 3,7 chia 74 thì bằng 0,05. Được chưa? 0,05. 0,05. 0,05. Được chưa? Bằng một lượng vừa đủ dung dịch NaOH đây cộng với lại NaOH vừa đủ. Vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được mg muối khan. Vậy ta sẽ thu được HCOONa. Được chưa? HCOONa. Anh này là 0,05. Vậy suy ra anh này cũng là 0,05. Vậy muối khan, m muối khan chính là khối lượng của HCOONa. Được chưa? M muối khan thì chính bằng khối lượng của HCOONa. Vậy đến đây mình tìm được khối lượng của HCOONa luôn. Là 0,05 nhân mà ngoặc đơn này 1 này cộng 44 này cộng 23 này thì bằng 3,4 gam. 3,4 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bò nhé. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bò. Chúng ta sang câu tiếp này. Câu số 5. Câu số 5 là câu ở bên trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015 nhé. Câu số 5 là câu ở trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015. Chất béo là trieste của axit béo với đằng nào? Chất béo. Thế cái này mình phải nhớ về cái định nghĩa thôi. Chất béo là tri của trieste của axit béo thì chúng ta nhớ về cái là thằng axit béo, mọi thằng axit béo thì đều có dạng công thức là R trung bình COO tất cả 3 lần C3H5 và đây là C3H5 đúng không? Vậy chất béo là trieste thì thằng này được tạo bởi từ thằng gốc là axit béo RCOH cộng với lại C3H5 OH tất cả 3 lần đúng không? Vậy chất béo nó là trieste của axit béo với lại glycerol. Đáp án đúng là đáp án D. Ok. Sang câu tiếp theo là câu số 6. Câu số 6. Ở câu số 6 này, đề Trung học phổ thông quốc gia 2018 này khá là gần của chúng ta nhá. À, đề thi hỏi chúng ta là xà phòng hóa hoàn toàn 17,8 gram. Xà phòng hóa hoàn toàn 17,8 gram chất béo X. Cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được mg gam muối, xác định giá trị của m. Thế ở đây mình cần lưu ý này, chất béo nhé. Chất béo thì cái chỗ này mình có phương pháp giải nhanh là chất béo này ăn với lại 3NaOH nhé. Một chất béo ăn 3NaOH thì tạo thành glycerol. Glycerol là C3H8O3 cộng với lại xà phòng. Xà phòng hay còn được gọi là muối. Được chưa? Đấy thì đúng theo cái tỷ lệ phương trình này nhé. Thì vậy mình có số mol NaOH là 0,06 thì ngay lập tức mình suy ra được số mol glycerol là 0,06 nhân 1 chia 3. 0,06 mà nhân 1 chia 3 ấy, thì bằng 0,02. Đến đây chúng ta sử dụng phương pháp bảo toàn khối lượng, được chưa? Đến đây chúng ta sử dụng phương pháp bảo toàn khối lượng là xong nhá. Đến đây chúng ta sử dụng phương pháp bảo toàn khối lượng là xong thôi. Ở đây chúng ta có phương pháp bảo toàn khối lượng của chúng ta. Bảo toàn khối lượng nhá. Bảo toàn khối lượng mình có khối lượng chất béo của mình là 17,8. 17,8 cộng với lại khối lượng của NaOH là 0,06 nhân 40 thì bằng khối lượng của glycerol 0,02 nhân 92 cộng với m muối cộng với m muối. Ok chưa? Vậy đến đây chúng ta bấm máy tính ta tìm được m muối. Đến đây mình bấm máy tính mình tìm được m muối. Nhá, là 17,8, 17,8 cộng với 0,06 nhân 40, được chưa? Trừ đi 0,02 nhân 92 bằng 18,36. 18,36. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ nhá. Mình sang tiếp. Câu tiếp theo, câu số 7 ở bên trong cái đề thi là đề thi minh họa. Câu số 7, đề thi minh họa năm 2015.
đề thi minh họa năm 2015. Ta có này, số este có công thức phân tử là C4H8O2 mà thủy phân trong môi trường axit mà thu được axit formic là, được chưa? Để bài hỏi nhé, C4H8O2 này mà thủy phân trong môi trường axit thì thu được axit formic, vậy chắc chắn este chúng ta phải có dạng là HCOOR phải, được chưa? Hay nói cách khác là HCOO, đúng không? C3H7, được chưa? Vậy thì hoàn toàn ở đây mình sẽ được thằng đầu tiên là HCOO 1, 2, 3. Thằng thứ hai là HCOO 1, 2, 3. Vậy là mình chỉ có 1 và 2 thôi, được chưa? Vậy đúng là hai thằng này thủy phân thì đều ra được acid formic, đúng không? Vậy mình chỉ có hai chất. Đáp án đúng là đáp án B. Đây là cách bình thường nhất mọi người hay làm. Còn cách của chú Minh làm thì nó khác biệt cơ. Chúng ta có này, ra được acid formic thì phải HCOR phải. HCOR phải thì đầu này là 0, vậy là bằng 0 cộng 3, đúng chưa? Chúng ta nhớ cái chiêu của chúng mình: 3, 4, 5, 2, 4, 8, 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 1, 1. Vậy không có 1, 3 có 2, 1 x 2 thì bằng 2, được chưa? Vậy nó cũng chỉ có 2 đồng phân. Rất là dễ, đúng không? Skill kinh khủng, đúng không? Chúng ta sang câu tiếp theo nhé. Câu số 8. Câu tiếp theo, câu số 8. STX có công thức phân tử là C8H8O2. Câu số 8. STX có công thức phân tử là C8H8O2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm. Chú ý này, nhìn nhé. Đây là O2, vậy thằng này là este đơn chức. Este đơn chức mà tác dụng với NaOH lại thu được sản phẩm có mấy muối đây? Nhìn đâu? Hai muối. Được chưa? Vậy điều này chứng tỏ chắc chắn 100% nó là este của phenol. Được chưa? Chỉ có este của phenol thì mới có kiểu là thằng este tác dụng với NaOH cho ra hai muối. Ok? Vậy suy ra công thức cấu tạo của X thỏa mãn là mình sẽ có là HCOO này, C6H5 này, CH3 này và CH3COO này. Đây là C6H4 ạ. Đây C6H4. C6H5 ạ, được chưa? Và rất nhiều đứa là chọn đáp án là 2. May quá, A, B, C, D đều không có 2. Được chưa? Thì chuẩn ra thằng này là không phải là chỉ có 1 đâu, mà nó sẽ có đây này. Nhìn nhá, nhìn chúng mình viết cho nhìn nhá. Đây. Ok chưa? Đây, HCOO này, được chưa? Bây giờ CH3 cắm vào đây thì nó sẽ trục đối xứng đây. Nó sẽ các vị trí này, đây vị trí số 1, đây vị trí số 2, đây vị trí số 3. Đấy, CH3 phải cắm vào đây, cắm vào đây, cắm vào đây. Được chưa? Vậy tổng cộng mình có 3 này, cộng với một thằng này đó là thằng số 4. Vậy tổng cộng là số công thức cấu tạo của X thỏa mãn trên là có 4 ạ. Đáp án đúng, đáp án của chúng ta là đáp án C, đáp án cờ. Ok? Hiểu chứ? Mình sang câu số 9 nha. Mình sang câu số 9 nha. Câu số 9. Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một STX nhá. Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một STX được tạo nên từ axit carboxylic đơn chức và một ancol đơn chức. À, được tạo bởi từ axit đơn chức và ancol đơn chức. Điều này dẫn đến một điều là este của chúng ta là este đơn chức. Được chưa? Este đơn chức thì cấu tạo của nó là CXHIO2. Được chưa? Tác dụng với lại oxy thì ra được CO2 và H2O nhá. Nhìn kỹ nhá. Ở đây đề bài cho chúng ta là 0,11 gam một este nhá. Đề bài cho chúng ta là 0,11 gam một este, vậy chúng ta có bảo toàn khối lượng đi. Bảo toàn khối lượng. Khối lượng của este ở đây bằng 0,11. Khối lượng của oxy ở đây mình chưa biết, đúng không? Thì bằng khối lượng CO2 đây biết rồi, 0,22 cộng với lại khối lượng nước ở đây thì bằng 0,09. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng của oxy nhá. Hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng của oxy là 0,22 cộng với 0,09 thì bằng 0,31, được chưa? Trừ đi 0,11 thì ra được khối lượng của oxy bằng 0,2. Các cháu nhìn thấy chưa? Vậy đến đây mình chia cho 32, chia cho 32 thì mình tìm được số mol của O2 bằng 6,25 nhân 10 3. 6,25 nhân 10 mũ trừ 3. Mặt khác mình cũng tìm được số mol của CO2 bằng 0,22 chia 44 thì bằng 5 nhân 10 mũ trừ 3. 5 nhân 10 mũ trừ 3. Số mol của nước là 0,09. 0,09 chia cho 18 thì cũng bằng 5 nhân 10 mũ trừ 3. 5 nhân 10 mũ trừ 3. Được chưa? Tới đây chúng ta tìm được số nguyên tử carbon. Số nguyên tử carbon
sẽ bằng là 5 số mol CO2. Được chưa? Chia cho số mol NT, nhưng số mol NT mình chưa biết. Muốn biết được số mol NT mình phải đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy nhá. Nhìn chúng mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy nhá. Bảo toàn nguyên tố oxy thì mình có hai lần số mol của thằng X, đây thằng X đây. Hai lần số mol thằng X cộng với hai lần số mol thằng oxy, 2 nhân với 6,25 nhân 10 mũ trừ 3 thì bằng hai lần số mol của CO2, 2 nhân với lại 5 nhân 10 mũ trừ 3 cộng với lại một lần số mol của nước là 5 nhân 10 mũ trừ 3 nữa. Được chưa? Vậy đến đây mình tìm được số mol của X bằng 5 nhân 10 mũ trừ 3 cộng với 2 nhân 5 nhân 10 mũ trừ 3 bằng trừ 2 nhân với lại 6,25 nhân 10 mũ trừ 3 bằng, được chưa? Được bao nhiêu chia cho 2 thì bằng 1,25. 1,25 nhân 10 mũ trừ 3. 1,25 nhân 10 mũ trừ 3. 1,25 nhân 10 mũ trừ 3. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số nguyên tử carbon bằng cách lấy số mol CO2 là 5 nhân 10 mũ trừ 3 chia cho 1,25 nhân 10 mũ trừ 3 thì bằng bao nhiêu? 5 nhân 10 trừ 3. 5 nhân 10 trừ 3 chia N bằng 4. 4. 4 nha. Cả nhà nhìn thấy chưa? 4. Vậy số nguyên tử carbon bằng 4. Đến đây mình tìm được số nguyên tử hydro. Số nguyên tử hydro. Số nguyên tử hydro bằng bao nhiêu? Số nguyên tử hydro thì bằng 2 lần số mol nước là 2 nhân với 0,09 chia cho 1,25 nhân 10 mũ trừ 3 bằng 2 nhân với 0,09, 2 nhân 0,09 chia cho 1,25 nhân 10 trừ 3 bằng, ui chết, chia cho 2 nhân với 0,09 chia cho 1,25 nhân 10 mũ trừ 3. Ơ đúng rồi, sao to nhỉ? 2 nhân 0,09. Ở đây chúng mình có chia nhầm không? À chuột chết, đây là 0,09 gam. 2 nhân với lại 5 nhân 10 trừ 3. 2 nhân với lại 5 nhân 10 trừ 3. 5 nhân 10 mũ trừ 3. Khổ lắm, mắt lé khổ thế. 2 nhân 5 nhân 10 trừ 3 bằng chia 1,25. 1,25 nhân 10 mũ trừ 3 bằng 8. Được chưa? 8 bằng 8. Vậy thì suy ra C4H8O2 nhé. Suy ra của chúng ta nó là C4H8O2 nhé. C4H8O2 thì mình lại đặc biệt tiếp này. Thằng C4H8O2 đề bài hỏi chúng ta là số este đồng phân của X. Đề bài hỏi chúng ta là số este đồng phân của X ạ. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ đi tìm như sau này. Ở đây chúng ta sẽ đi tìm như sau. Cách số 1 là viết hết, đúng không? Cách số 1 là viết hết. Mình có này, HCOO này, C123 này, HCOO này, C12 này. Đây là thằng số 2, đúng không? Tiếp tục thằng số 3 là CH3COO này, C2H5 này. Và thằng số 4 là C2H5 này, COO CH3 này. Vậy là nó có 4 nhá. Vậy là nó có 4, 4 đồng phân. Vậy đáp án đúng là đáp án D4. Chúng ta còn một cách nữa là cách giải tìm đồng phân theo skill của chúng mình. Thì mình có là RCOO, đây R1CO R2 thì mình có R1 cộng R2 thì bằng 3. 3 thì bằng 0 cộng 3, 1 cộng 2, 2 cộng 1. Được chưa? 3, 4, 5, 2, 4, 8. 3 chúng ta có 2. Được chưa? 0, 1, 2 của chúng ta chỉ có 1. 1, 1. Ok, đây có 1, đây có 1, đây có 1, đây có 1, đây có 1. 1 x 2 thì bằng 2. 1 x 1 thì bằng 1. 1 x 1 thì bằng 1. 2 cộng 1 cộng 1 thì bằng 4. Đấy, cả hai cách đều cho chúng ta ra có 4 đồng phân. Ok, các cháu hiểu bài chưa? Cả hai cách thì đều cho chúng ta ra là có 4 đồng phân. Đấy, các cháu thấy giải rất là dễ, đúng không? Đấy nhá, đấy là xong câu số 9 nhá. Mình xong câu số 9 rồi nhá. Bây giờ này, mình sang tiếp này. Giờ này, mình sang tiếp câu số 10. Câu số 10. Câu số 10 chúng mình giải kỹ tí cho các cháu hiểu nhá. Câu số 10. Ta sang câu số 10. Triolein không tác dụng với chất hoặc dung dịch nào sau đây? Thế mình phải biết là thằng triolein là thằng nào đã, và phải hiểu cấu trúc của nó như thế nào thì mình mới biết là nó có tác dụng hay không, đúng không? Triolein là C17H33COO tất cả 3 lần C3H5. Được chưa? Nhìn thấy chưa? Thì thằng này thì nó sẽ là thằng este. Vậy thì chắc chắn nó bị thủy phân trong môi trường axit, vứt. Được chưa? Chắc chắn bị thủy phân trong môi trường kiềm, vứt. Được chưa?
Thế thì với hydro xúc tác niken đun nóng thì nó có tác dụng không? Thì chúng ta lưu ý này, bên trong cái thằng C77H33COO này thì nó gồm có này, có PCC và PCOO, được chưa? Có PCC và PCO, thì trong này có PCC thì tác dụng với hydro, vậy là nó cũng tác dụng với hydro. Vậy ở đây nó chỉ không tác dụng với thằng nào? Thì nó chỉ không tác dụng với thằng CuOH2 là nhá. Nó chỉ không tác dụng với thằng 1 này. Câu số 11. Để xà phòng hóa hoàn toàn 52,8 gam hỗn hợp 2-ethanol. Để xà phòng hóa hoàn toàn 52,8 gam hỗn hợp 2-ethanol đơn chức mạch hở. Vậy mình có này, 2-ethanol đơn chức mạch hở này của chúng ta thì đều là công thức của nó. Mình phải nhớ được công thức tổng quát của ethanol đơn chức mạch hở là CnH2nO2 nhé. Đây là công thức tổng quát này của ethanol mạch hở này. Đề bài cho là 52,8. Thì cần vừa đủ cao H, số mol cao H bằng 1 nhân với 0,6 thì bằng 0,6 mol. Đề bài nói với chúng ta là cần vừa đủ. Vậy ở đây mình có số mol cao H là 0,6 thì suy ngược lại được thằng này bằng 0,6. Được chưa? Biết cả hai este này đều không tham gia phản ứng tráng bạc. Vậy mình nhìn nhá. Thằng này không tráng bạc. Thằng này có tráng bạc bởi vì có đầu HCO vớt. Được chưa? Thằng này không tráng bạc, thằng này cũng không tráng bạc. Thằng này có tráng bạc, có đầu HCO là tráng bạc vớt. Được chưa? Vậy mình chỉ còn gì? Mình chỉ còn B với C thôi, mình bỏ A, bỏ C rồi. Đúng chưa? Mình còn B với D thôi. Bây giờ mình tiếp nhá. Bây giờ anh này là 0,6 rồi. Vậy đến đây chúng ta có này, phân tử khối trung bình. Phân tử khối trung bình hỗn hợp 2-este. Phân tử khối trung bình. Đây. Thì bằng khối lượng là 52,8 chia cho số mol là 0,6. 52,8 mà chia cho 0,6. 52,8 chia 0,6. 52,8 chia 0,6 bằng 88. Bằng 88. Được chưa? Thế ở đây chúng ta lưu ý này, đây là CnH2NO2. Vậy 88 này thì bằng này, 12N cộng 2N là 14N. 14N cộng với lại 32. Ok. 14N mà cộng 32 thì đến đây mình tìm được N nhá. 14N cộng 32 thì đến đây mình tìm được N bằng 88 này. Trừ đi 32 bằng chia 14 bằng C4. Được chưa? Vậy N của chúng ta thì bằng 4. Được chưa? N của chúng ta là bằng 4. Mà đây là 2 este đồng phân của nhau. Vậy anh này là C4H8O2. C4H8O2, vậy thì mình nhìn đáp án mình có này. Anh này là C2 cộng 1 cộng 2 là C5 vứt. Vậy mình chỉ có hai thằng đều là C4H8O2 thôi. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Đáp án đúng chúng ta đáp án D nhé. Chúng ta sang câu tiếp theo. Câu số 12. Công thức của triolein là, lúc nãy thầy vừa nói rồi. Đây, triolein vừa mới nói xong. Đây, đây là thằng triolein đây. Đúng không? Vậy là mình có là thằng triolein này có một PCC và một PCOO. Đúng chưa? Nhưng mà đây là nhân 3 lên thì nó sẽ phải có 3. Được chưa? Vậy anh này này không no vứt. Đúng chưa? Đây anh này đây. Sorry, anh này no vứt, anh này no vứt. Đúng không? Hai anh vứt rồi. Còn hai anh không no. Hai không no là mình phải đếm. Nó là C17H33. C17H3 đếm bao nhiêu carbon nhá? 1 cộng 7 là 8. 8 cộng 1 là 9. 10. 15 15. 15 cộng 1 là 16. Vứt nốt. Đếm C này. 1 cộng 7 là 8, 8 1 là 9, 9 1 là 10. 10 cộng 7 là 10. Mấy? Là 17, đúng không? Đúng là C17H33CO chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C nha. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Chúng ta sang câu tiếp theo là câu số 13. Và sang câu tiếp theo câu số 13. Câu số 13 cho 0,1 mol tristearin. Cho 0,1 mol tristearin tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư đun nóng thì thu được m gam glycerol. Vậy ở đây mình có này, tristearin của mình công thức là C17H35COO tất cả 3 lần C3H5. Đây để bài cho rồi. Tác dụng hoàn toàn với NaOH. NaOH NaOH chúng ta phải lưu ý nhé. Anh này là este 3 chức, vậy nó sẽ ăn 3 NaOH, được chưa? Để tạo thành glycerol là C3H8O3 cộng với muối là C17H35COONa. Ok chưa? Thế đề bài hỏi là bao nhiêu gam glycerol, đúng không? Chúng ta tìm được số mol tristearin, đề bài cho là 0,1.
0,1. Vậy theo phương trình này thì mình suy được luôn ra số mol glycerol cũng bằng 0,1. Số mol glycerol thì luôn bằng số mol chất béo. Vậy đến đây mình tìm được khối lượng glycerol luôn. Mình lấy 0,1 nhân 92. 0,1 mà nhân với 92 thì bằng ý D 9,2 các cháu nhá. Ý D 9,2 rất là dễ luôn. Mình sang câu tiếp theo này. Câu số 14, câu tiếp theo. Câu số 14. Phát biểu nào sau đây là đúng? Phát biểu nào sau đây là đúng? Ancol ethylic tác dụng được với dung dịch NaOH. Ancol ethylic tác dụng được với dung dịch NaOH. Ancol ethylic là công thức của nó là C2H5OH. Thì C2H5OH này không tác dụng với NaOH nha. Vứt. Axit béo là những axit carboxylic đa chức. Sai. Axit béo ví dụ như C17H35COOH thì làm gì có đa chức đâu, nó là đơn chức đấy chứ. Bỏ. Ethylene glycol là ancol no đơn chức mạch hở. Ethylene glycol đây, CH2 OH thì nó đâu phải là đơn chức đâu, nó là hai chức mà. Được chưa? Vậy là sai tiếp. Este isoamin acetat có mùi chuối chín. Cái này chúng ta đều phải nhớ nhé. Cái thằng này là rất hay thi này. Đây là trong phần tính chất vật lý nhé. Và ứng dụng D chính xác. Và nó được hay được sử dụng làm ở bên trong gì à, chè đá chúng ta vẫn hay ăn đấy nhá. Mùi chuối chín nhá. Các cháu nữ rất thích mùi chuối. Câu số 15. Este nào sau đây khi phản ứng với dịch NaOH dư đun nóng không tạo ra hai muối? Đun nóng mà lại không tạo ra hai muối nhá. Các cháu lưu ý nhé. Đấy, este nào sau đây khi phản ứng với dung dịch NaOH dư đun nóng mà không tạo ra hai muối? Thế bây giờ mình xem này, tác dụng với NaOH thì những thằng nào? Đây, đầu tiên này, anh này gạch chéo ở giữa thì nó tạo thành là C6H5COONa cộng với C6H5ONa. Lý do bởi vì thằng này sẽ tạo thành là phenol, nhưng sau đó phenol tác dụng với NaOH để tạo thành thằng này cộng nước. Vậy thằng này tạo thành hai muối rồi. Bỏ. Phenylacetat cộng với NaOH, NaOH thì nó sẽ tạo thành là CH3COONa cộng với lại C6H5ONa cũng cộng với nước nữa. Đúng chưa? Cũng bỏ nốt. Ok. Thấy không? Tiếp tục này, IC này, gạch chéo đây, cộng NaOH thì nó tạo thành CH3COONa cộng với thằng này gạch chéo đây thì là C2H5COONa, hai muối tiếp, đúng chưa? Bỏ nốt. Vậy chỉ có thằng D gạch chéo cộng với NaOH thì nó tạo thành COONa tất cả hai lần cộng với hai lần CH3OH thì chúng ta nhìn thấy thằng này thì nó làm sao nhỉ? Chỉ tạo thành một muối. Vậy không tạo ra hai muối. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D nhá. Đáp án đúng chúng ta đáp án D. Câu tiếp theo. Câu số 16. Câu tiếp theo câu số 16. Thủy phân este có công thức phân tử. Câu số 16. Thủy phân este có công thức phân tử là C4H8O2. Este C4H8O2. Thủy phân este với xúc tác axit đây, với xúc tác axit H+ thu được hai sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Chú ý cái từ điều chế trực tiếp nhé. Chú ý cái từ điều chế trực tiếp. Vậy điều này tương đương với, tương đương với là X và Y thì có cùng số carbon. Có cùng số carbon. Được chưa? X và Y có cùng số carbon. Vậy vậy hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ có, anh này là C4 mà X, Y có cùng số carbon. Vậy thì X có 2 carbon và Y có 2 carbon. Được chưa? X có 2 carbon và Y có 2 carbon. Vậy X chúng ta chỉ có thể là C2H5OH và Y là CH3COOH. Đấy, từ X điều chế trực tiếp từ ra Y. Ok chưa? Ok chưa? Vậy X của chúng ta là, đây đúng là từ CH5OH mà lên men giấm thì tạo thành CH3COOH thật. Được chưa? Vậy đề bài hỏi này, chất X là gì? Vậy chất X của chúng ta là C2H5OH, hay còn được gọi là rượu ethylic, hay còn được gọi là ancol ethylic. Đáp án đúng là đáp án D. Hay còn được gọi là ethanol nữa. Đáp án đúng đáp án C nhá. Câu số 17. Mình sang câu tiếp theo là câu số 17 này. Câu số 17. Khi đốt cháy hoàn toàn một ethanol đơn chức. Khi đốt cháy hoàn toàn
một st no đơn chức, st để bài nói chúng ta là no đơn chức. Đấy thì chúng ta có này, công thức tổng quát của một st no đơn chức của chúng ta là gì? Công thức tổng quát của một st no đơn chức của chúng ta là anh CnH2nO2 đúng không? Đúng chưa? Đốt cháy nó ra oxy, đây ra được CO2 cộng với H2O. Được chưa? Thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol oxy phản ứng. Nhá. Thế thì ở đây này chúng ta có này, giả sử mình đặt số mol CO2 là 1 mol đi. Thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol oxy phản ứng là 1 mol đúng không? Mặt khác chú ý, do anh này là st no đơn chức, công thức tổng quát là CnH2nO2, thì với st no đơn chức thì ta luôn luôn có là NCO2 bằng N nước. Được chưa? NCO2 bằng N nước, vậy anh này là cũng là 1. Vậy đến đây chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy để mình tìm được số mol st. Bảo toàn nguyên tố oxy. Bảo toàn nguyên tố oxy mình có này, hai lần số mol st. Hai lần số mol st cộng với hai lần số mol oxy đây, hai oxy này, 2 nhân 1 thì bằng 2 nhân 1 cộng với lại 1. Được chưa? Đến đây mình tìm được số mol st luôn. Là bằng 2 nhân 1 là 2 cộng 1 là 3, 3 trừ 2 thì còn lại 1, 1 chia 2 thì bằng 0,5. Vậy số mol st này của chúng ta bằng 0,5. Số mol st bằng 0,5, vậy ngay lập tức mình tìm được số nguyên tử carbon nhỉ. Số nguyên tử carbon thì sẽ chính bằng số mol CO2 là 1 chia cho số mol st là 0,5. 1 chia 0,5 thì bằng 2. Vậy suy ra nó là C2H4O2. Và với nó là C2H4O2 thì công thức của nó sẽ là HCOOCH3. HCOCH3 thì tên gọi của nó là gì? Methyl format. Methyl format nhá. Methyl format hay là formiat, đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Chúng ta sang câu tiếp theo là câu số 18. Đề khối A đây các cháu nhìn nhá, đề đại học hay đề trung học phổ thông quốc gia nó đều có cái tính lặp lại. Đây số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là. Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là. Được chưa? Số đồng phân este ứng công thức phân tử C4H8O2 nhé, chúng ta cùng nhìn nhé. Thế thì vừa nãy chúng mình hướng dẫn cách giải rồi, R1COO R2 mình có R1 cộng R2 thì bằng 3, do bỏ một carbon đây này. 3 thì bằng 0 cộng 3 bằng 1 cộng 2 bằng 2 cộng 1, 3 4 5 2 4 8 đúng chưa? 3 có 2, 0 1 2 thì có 1 1 1 1 1 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 1 x 1 bằng 1, 2 cộng 1 cộng 1 thì bằng 4. Được chưa? Vậy số đồng phân este tương ứng là bằng, là bằng mấy? Là bằng 4. Ok. Vậy đáp án đúng là đáp án C, 4 nhá. C, 4. Chúng ta sang câu tiếp theo là câu số 19. Câu tiếp theo câu 19 nhá. Sa phong hóa hoàn toàn 1,99 gam. Sa phong hóa hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp 2 este bằng dung dịch NaOH. Sa phong hóa hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp 2 este này bằng dung dịch NaOH thì thu được 2,05 gam muối nhá. Đấy, ở đây mình có này, 1,99 gam hỗn hợp 2 este thu được muối này. Thế bây giờ mình phải nhìn đã, mình nhìn đáp án này. A, B, C, D tất cả đều là este no đơn hợp. Nhìn đâu? A, B, C, D tất cả đều là este no đơn hợp. Vậy thì chẳng tội gì mình không ký hiệu 2 este này là este no đơn hợp cả. Và 2 este no đơn hợp mình ký hiệu là CnH2nO2. Được chưa? Tác dụng với NaOH do là este đơn chức nên chỉ ăn một NaOH để tạo thành muối cộng với lại ancol. Đúng chưa? Thế thì ở đây đề bài có này, khối lượng este là 1,99 nhá. Khối lượng muối là 2,05 nhá. Khối lượng ancol là 0,94 nhá. Vậy mình có này, bảo toàn khối lượng này anh này cộng với lại khối lượng của NaOH thì phải bằng m muối cộng m ancol không? Vậy đến đây chúng ta tìm được khối lượng NaOH không? Mình tìm được khối lượng NaOH không? Là 2,05 cộng với 0,94 trừ đi 1,99 bằng 1. Vậy mình tìm được khối lượng NaOH bằng 1. Mình chia cho 40 mình ra được số mol NaOH nhá, 0,025. 0,025. 0,025. Mình tìm được số mol NaOH bằng 0,025. Vậy hoàn toàn đến đây mình suy ngược lại được số mol este thì bằng 0,025. Ok chưa? Mình suy ngược lại được số mol este bằng 0,025. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm ra được là số nguyên là phân tử khối nhá, phân tử khối của este, phân tử khối trung bình hỗn hợp este bằng 1,99 chia 0,025.
1,99 mà chia 0,025. 1,99 chia 0,025 bằng 79,6. 79,6. 79,6 chính bằng phân tử khối bọn này là 12N cộng 2N, 14N cộng với lại O2 là 32. Đúng chưa? Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được N trung bình bằng 79,6 trừ 32. 79,6 trừ 32 thì bằng 47,6. 47,6. 47,6 mà chia cho 14. Chia cho 14 thì bằng 3,4. Vậy N trung bình của chúng ta bằng 3,4. Mà đề bài nói cho chúng ta này là một muối của một axit carboxylic này và của hai ancol đồng đẳng kế tiếp. Vậy điều này chứng tỏ rằng là hai este của chúng ta cũng phải là hai este đồng đẳng kế tiếp. Và hai este đồng đẳng kế tiếp thì 3,4 lớn hơn 3 và nhỏ hơn 4. Vậy một thằng là C3H6O2, một thằng là C4H8O2. Đúng chưa? Một thằng là C3H6O2, một thằng là C4H8O2. Đấy các cháu nhìn nhá, nhìn cháu, một thằng là C3, một thằng là C4. Mình nhìn đáp án A này, C2, C3 bỏ. Được chưa? Đáp án B này, C5, đúng không? C5. Đó, đây là C4, C5, bỏ tiếp. Đáp án C này, C4 này, đúng không? Đây là C4 này, đây là C5 này, bỏ tiếp này. Đây là C3 này, đây là C4 này. Đúng chưa? Nhìn đúng không? Đúng là C3 và C4 đó. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D nhé. Câu tiếp theo, câu số 20. Câu tiếp theo, câu số 20. Tổng số chất hữu cơ mạch hở có cùng công thức phân tử C2H4O2 là. Tổng số chất hữu cơ mạch hở có cùng công thức phân tử C2H4O2 là. Lưu ý ở đây đề bài hỏi chúng ta là tổng số chất hữu cơ mạch hở nhé. C2H4O2. Vậy ở đây đầu tiên mình có một thằng là HCOOCH3 là thằng số 1. Mình có thằng số 2 là CH3COOH là thằng số 2. Được chưa? Và mình có một thằng số 3 nó rất ít được biết là CHO này, CH2OH là thằng số 3. Được chưa? Vậy tổng cộng mình có này, tổng số chất hữu cơ có cùng công thức phân tử là C2H4O2, đấy là thằng nào? Đấy là có 3 thằng nhé. Có 3 thằng các cháu nhé. Được chưa? Đáp án đúng là đáp án A. Tổng cộng mình có 3 thằng. Được chưa? Câu số 21. Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C5H8O2. C5H8O2. Vậy thì chúng ta sẽ có cái thằng công thức của X là C5 này, H8 này, O2 này. C5H8O2. Ta tìm được luôn số mol nhé. C5H8O2 thì phân tử khối nó bằng 100 này. Vậy mình tìm luôn số mol, mình lấy 5 chia cho 100 thì bằng là 0,05 mol, đúng không? Tác dụng hết với dung dịch NaOH anh này. Cho tác dụng hết với dung dịch NaOH. Tác dụng hết dung dịch NaOH thì thu được một hợp chất hữu cơ mà không làm mất màu nó bro. Vậy là suy ra là thu được muối là nó có dạng là RCOO Na và một hợp chất hữu cơ không làm mất màu nước bro. Đấy. Chất hữu cơ này đặt là chất hữu cơ A đi. À, không làm mất màu bro. Thế thì chúng ta lưu ý thế này nhá. Anh este thì chắc chắn suy ra số mol muối cũng bằng là 0,05. Được chưa? Khối lượng muối là 3,4. Vậy thì có phải là hoàn toàn, vậy có phải là hoàn toàn chúng ta sẽ suy được, hoàn toàn chúng ta sẽ suy ra được phân tử khối của muối không? Suy ra được phân tử khối của muối là RCOONa thì bằng 3,4 chia cho 0,05 thì bằng 68. Ok. Bằng 68. Vậy thì hoàn toàn tới đây thì chúng ta sẽ tìm ra được là R cộng với cái này là 44 này, cái này là 23 này. Vậy là R cộng với lại 67, đúng không? 67 thì bằng 68. Vậy tới đây hoàn toàn chúng ta tìm được R chúng ta bằng 1. R chúng ta bằng 1, vậy thì suy ra nó là gì? Suy ra là chúng ta là gì? HCONa, đúng không? Suy nó là HCOONa. Vậy có nghĩa là cái thằng este này của chúng ta đầu nó phải là đầu HCOO. HCOO, đúng không? Vậy này, IA loại. Ok. Bây giờ cuối cùng này là thu được
hợp chất A không là mất màu brom nhá, hợp chất A không là mất màu brom. Thế ta nhìn này, nếu là IB này thì thủy phân mình sẽ thu được ancol là HO này, CH2 này, CH này, nối đôi CH này, CH3 này. Thấy có nối đôi CC chưa? Và do nó có nối đôi CC này nên là suy ra là nó làm mất màu dịch brom, bỏ B. Được chưa? Nhìn IG này. IG này, thủy phân ra thu được này. Anh này thì là OH đính và carbon chứa nối đôi ngay lập tức biến thành anhít. Thì anhít này là có 1 2 3 C3 H7 CHO. Và anhít thì là mất màu dịch brom nhé. Anhít thì là mất màu dịch brom. Được chưa? Thế là bỏ tiếp. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Đáp án đúng chúng ta đáp án C. Ok. Mình sang câu tiếp theo nhé. Câu số 22. Sang câu tiếp theo, câu số 22. Sang câu tiếp theo, câu số 22. Câu 2 đề bài cho chúng ta này. Cho 45 g axit acetic phản ứng với 69 g ancol ethylic nhá. Thế đây axit acetic là CH3COOH. Số mol là 45 chia cho 60. 45 chia 60 bằng 0,75 mol. 0,75 mol tác dụng với 69 g ancol ethylic C2H5OH. Chúng ta tìm được là 69 chia 46. 1,5 mol. Thu được 41,25 gam etin acetat CH3COO C2H5 cộng với lại nước 41,25. Chúng ta tìm được số mol là 41,25. Phân tử khối anh này nhé, phân tử khối anh CH3CO C2H5 thì bằng 88. Được chưa? Vậy là 41,25 gam etin acetat, đúng không? Đúng chưa nào? Nhìn đâu, 41,25 gam etin acetat thì 41,25 mà chia cho 88 thì bằng 0,4675. 0,4675. Vậy thì suy ra số mol CH5OH phản ứng cũng là 0,4675. Số mol CH3COH cũng là 0,4675. Vậy thì hoàn toàn tới đây thì chúng ta sẽ tìm được hiệu suất. Hiệu suất thì tính theo cái thằng mà số mol ít nhất, đúng không? Là thằng CH3COH. Vậy là mình lấy 0,4675 chia cho 0,75 bằng 0,625 nhân 100 thì bằng 62,5 nhá. 62,5%. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Mình sang câu tiếp này, câu số 23. Câu tiếp theo, câu số 23. Hai chất X và Y có cùng công thức phân tử là C2H4O2. Chất X phản ứng được với natri. Lưu ý nhá. X phản ứng được với natri. Vậy là nó phải có nhóm OH, thằng này phản ứng natri này. Thằng này không này. Thằng này phản ứng được với natri này. Thằng này este không này. Vậy mình bỏ B, bỏ D rồi. Nhá. Và tham gia được phản ứng trắng bạc. X tham gia trắng bạc, có chó tham gia trắng bạc. Anh này không có chó, không tham gia trắng bạc. Vậy loại nốt C. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Đấy chưa? Đây, X đây. Được chưa? X phản ứng được kim loại natri và tham gia phản ứng tráng bạc, đúng nhá. Đây, X phản ứng được natri tham gia phản ứng tráng bạc. Y phản ứng được với natri. Đây, COH phản ứng natri và hòa tan được CaCO3, đúng luôn. CH3COH hòa tan được CaCO3. Đáp án đúng đáp án A. Câu 24. Câu 24 là cho phương trình hóa học sau. 24 cho phương trình hóa học sau. Chất X là gì? Câu 24 cho phương trình hóa học sau. Chất X là gì? Thế ở đây bây giờ chúng ta đi bảo toàn trước nhé. Mình đi bảo toàn kali đi. Vế này có 2 kali. Chia cho 2 rồi thì trong X chúng ta chỉ có 1 kali. Đúng chưa? Anh này có 2 kali vứt. Anh này không có kali vứt, không có kali vứt. Vậy đáp án đúng chúng ta chỉ có thể là đáp án C. Đáp án C chúng ta chỉ có 1 kali. Rất là dễ dàng đúng không? Mình sang câu 25 nhá. Câu 25. Đề bài bảo này, hỗn hợp X gồm 2 este no. 25. Hỗn hợp X gồm 2 este no đơn chức mạch thở. No đơn mạch thở. Được chưa? 2 este no đơn mạch thở. No đơn mạch thở với công thức tổng quát nó sẽ là gì nhỉ? CN
H2N O2. Được chưa? Đốt cháy hoàn toàn một lượng X thì cần dùng vừa đủ oxy. Chúng ta tìm được số mol oxy đây. 3,976 chia 2,4. 3,976 chia 22,4 bằng 0,1775. Số mol oxy là 0,1775. Thu được CO2 6,38. 6,38 chia cho 44 thì bằng 0,145. 0,145. Được chưa? Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được muối và hai ancol ở động kế tiếp. Lưu ý này, X này tác dụng với NaOH thu được một muối, lưu ý nhé, một muối và hai ancol. Vậy điều này chứng tỏ rằng hai este này là hai este đồng đẳng kế tiếp. Đồng đẳng kế tiếp nhau. Được chưa? Đồng đẳng kế tiếp nhau. Vậy thì hoàn toàn mình có nhé, do hai este là hai este no đơn chức mạch hở. Đúng không? Vậy mình luôn luôn thu được số mol nước bằng số mol CO2. Số mol CO2 là 0,145, vậy số mol nước cũng là 0,145. Ok. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy nhá. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy, mình sẽ có này. Oxy với này là 0,145 nhân 2 cộng với 0,145, đúng không? Trừ đi 0,175, 0,1775 nhân 2 thì bằng 0,08. Chú ý 0,08 này phải chia cho 2 thì bằng 0,04 nhá. Vậy số mol của 2st hỗn hợp este là 0,04. Vậy tới đây chúng ta sẽ tìm được số nguyên tử carbon trung bình sẽ bằng số mol CO2 là 0,145 chia cho số mol este là 0,04 bằng 0,145 chia n bằng 3,625. 3,625. Thằng này lớn hơn 3. Thằng này nhỏ hơn 4. Ok, vậy 3 của chúng ta là C3H6O2. 4 chúng ta là C4H8O2. Được chưa? Một thằng là C3H6O2, một thằng là C4H8O2. Vậy mình nhìn đáp án mình có, mình loại ngay đáp án B, loại ngay đáp án D, loại ngay đáp án C. Và đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A nhé. Đáp án đúng chúng ta đáp án A. Xong câu 25. Sang câu tiếp theo là câu số 26. Câu tiếp theo là câu số 26. Trong các chất, số chất có khả năng làm mất màu nước brom là để khối B5210. Trong các chất sau, số chất có khả năng làm mất màu dung dịch nước brom là. Thế mình nhìn nhá. Etin acetat này. Là công thức của nó là gì? CH3COOC2H5. Đúng không? Anh này thì làm gì? Không là mất màu nước brom tại vì không có nối đôi CC. Muốn làm mất màu nước brom thì nó phải có nối đôi CC cả. Đúng chưa? Bỏ. Acid adipic đây, HOOC C4H8COOH. Anh này cũng không làm mất màu nước brom bởi vì không có nối đôi CC. Bỏ tiếp. Metin acrylat là đi từ anh này. CH2 nối đôi COOH. Đây nó có nối đôi CC đúng không? Đấy nó có nối đôi CC nên nó làm mất máu dính nước brom. Một chào. Vinyl acetate CH3COOCH nối đôi CH2. Thấy có nối đôi CC chưa? Vậy vinyl acetate làm mất máu dính nước brom. Đúng không? Aniline formate là HCOOCH nối đôi CH3, đây là aniline format. Được chưa? Anh này có nối đôi CC nên lại làm mất màu dung dịch nước brom nữa. Vậy số chất có khả năng làm mất màu dung dịch nước brom là metin acrylat là 1, vinyl acetate là 2, aniline format là 3. Được chưa? Vậy là có 3 chất. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. 3 chào. Ok. Mình sang tiếp nhá. Câu số 27. Cho 16,4 gam hỗn hợp X gồm hai axit carboxylic là đồng đẳng kế tiếp nhau, phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH và NaOH, thu được dung dịch Y, cô cạn Y, công thức của hai axit. Thế đây mình phải lưu ý này, 16,4 gam hỗn hợp gồm hai axit carboxylic là đồng đẳng kế tiếp nhau. Thế thì nó là axit đồng đẳng kế tiếp nhau.
đồng đẳng kế tiếp nhau. Nhìn nhá, hai axit đồng đẳng kế tiếp nhau, đây là C2H4O2, đây C3H4 là sai rồi. Thằng này là axit no đơn, thằng này không phải axit no đơn, bỏ. Đấy chưa? Anh này là C2H4O2, C3H6O2 được, C3H6O2, C4H8O2 được. C3H4O2, C4H6O2 được. Đúng chưa? Thế cả hai bọn này đều là axit được, ok. Thế thì mình có đầu tiên này. Hỗn hợp gồm hai axit là đồng đẳng kế tiếp nhau. Mình nhìn đi, B và C của chúng nó, B và C của chúng nó đều là các cái axit mà no đơn. Và mình cứ giả sử như BC đi, B với D đi thì nó là CnH2nO2, khối lượng là 16,4 đúng không? Được chưa? Phản ứng hoàn toàn với NaOH. 1 nhân 0,2 là 0,2. KOH 1 nhân 0,2 cũng là 0,2. Được chưa? Thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được chất rắn khan là 31,1 cộng với lại nước. Đúng không? Đề bài hỏi chúng ta là công thức của hai axit ở bên trong thằng X là gì? Đúng không? Ở đây nói là phản ứng hoàn toàn chứ không nói là hết, đúng không? Thế nên nhiều đứa mà lấy đằng này lấy đằng này ra 0,4 là toang. Hiểu không nhỉ? Đề bài nó không cho chúng ta là hết hay không đâu. Đúng chưa? Hiểu ý chưa? Vậy nhá, bây giờ mình giả sử là NaOH và KOH dư. Đúng không? Giả sử NaOH và KOH dư, vậy thì thằng nước này nó sẽ tính theo, và ở đây chúng ta đi bảo toàn khối lượng là mình tìm được số mol nước. 16,4 cộng với khối lượng NaOH là 0,2 nhân 40 cộng với lại khối lượng KOH là 0,2 nhân với lại 56 thì bằng khối lượng chất rắn cộng với mỡ nước. Và đến đây chúng ta tìm được số mol của nước nhá. 16,4 này cộng 0,2 nhân 40 cộng 0,2 nhân 56 trừ đi 31,1 thì bằng 4,5. Khối lượng nước bằng 4,5, vậy chúng ta tìm được số mol nước chia cho 18 bằng 0,25 mol. Số mol nước bằng 0,25, vậy điều này chứng tỏ là NaOH và KOH dư nên trong chất rắn này tồn tại bột đấy. Được chưa? Vậy là suy ra số mol nước của chúng ta, đây, số mol nước sẽ chính bằng số mol axit là 0,25. Và hoàn toàn tới đây thì chúng ta tìm được phân tử khối trung bình, đúng không? Phân tử khối trung bình đây. Anh này là 12N cộng 2N là 14N. 14N cộng với lại 32 thì bằng 16,4 chia cho 0,25. 16,4 chia 0,25 thì bằng 16,4. 16,4 chia 0,25 thì bằng 65,6. 65,6. 65,6. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được N bằng 65,6 trừ 32 chia 14 bằng 2,4. N trung bình chúng ta bằng 2,4. Được chưa? N trung bình bằng 2,4 mà đề bài nói chúng ta là hai đồng đẳng kế tiếp, hai đồng đẳng kế tiếp. Vậy thì 2,4 lớn hơn 2, nhỏ hơn 3 nên một cháu nó là C2H4O2, một cháu nó là C3H6O2. Vậy mình nhìn đáp án này, mình nhìn đáp án này. Vậy thì chỉ có thằng nào thỏa mãn thôi. Chỉ có thằng B là thỏa mãn. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Thế thì trong quá trình mà làm những bài tập hữu cơ ấy thì chúng ta phải có kỹ năng nhìn đáp án ta có nhé các cháu nhé. Mình phải có cái kỹ năng là nhìn đáp án ta có thì mình mới giải khủng được. Còn nếu không nó rất là khó khăn trong việc chúng ta giải bài tập nhá. Đấy, chúng ta phải ứng dụng thật kỹ cái kỹ năng đấy. Mình sang câu tiếp theo là câu số 28. Câu tiếp theo, câu số 28. Hỗn hợp Z gồm 2 este X và Y tạo bởi cùng một ancol nhé. Hỗn hợp Z gồm 2 este X và Y tạo bởi cùng một ancol và 2 axit carboxylic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Phân tử khối của X nhỏ hơn phân tử khối của Y. Đây, 2 este này cùng tạo bởi một ancol và 2 axit carboxylic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. MX nhỏ hơn MY, đốt cháy M gam Z thì cần dùng khí oxy, CO2 và nước. Công thức. Thế bây giờ mình nhìn nhé. Mình nhìn đáp án có này. A, B, C thì đều là este đơn chức, no đơn luôn. Thế còn mỗi thằng D là no hai chức. Vậy bây giờ mình cứ tổng hợp hết thằng A, B, C đi. Nếu A, B, C ra đáp án thì ok. Còn nếu A, B, C sai mình chọn ngay đáp án D. Được chưa nào? Vậy mình có nhé, à, 2 este này. Vậy bây giờ mình sẽ tổng hợp là, bây giờ thì gọi luôn là Z của thầy là gồm 2 este no đơn họ là CN H2N O2, được chưa nhỉ? Được chưa? Tạo bởi cùng một ancol. Được chưa? Đốt cháy M gam Z thì cần dùng oxy. Chúng ta tìm được số mol oxy 6,16.
chia cho 32. 0,1925. 0,1925. Thu được CO2 5,6 chia 2,4. 0,25. Nước. Mình tìm được số mol nước là 4,5 chia 18. Cũng bằng 0,25 nữa. À vậy mình nhìn thấy luôn số mol nước bằng số mol CO2. Vậy suy ra nó là ethanol đơn hở. Vậy là khẳng định của mình đúng. Đúng chưa? Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta sẽ có là đi bảo toàn được nguyên tử nguyên tố oxy để mình tìm được số mol ethe nhá, bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Mình có này, hai lần số mol ethe cộng với lại hai lần số mol O2 thì bằng hai lần số mol CO2 cộng với lại một lần số mol nước. Đấy chưa nào? Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số mol ethe nhá. 2 nhân với 0,25 cộng 1 nhân 0,25 bằng trừ đi 2 nhân với 0,1925 bằng chia 2 bằng 0,1825. 0,1825. Chúng ta tính lại một lần nữa cho đỡ bị nhầm. 2 nhân 0,25 cộng 0,25 trừ 2 nhân 0,1925 bằng chia 2 bằng 0,1825. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số nguyên tử carbon trung bình. Carbon trung bình sẽ bằng 0,25 chia cho 0,1825. 0,25 chia N bằng 1,369. 1,369. Được chưa? Ô, từ từ. Chỗ này như có tính lỗi ở đâu đó. À, số mol của CO2 là bằng 6, đốt cháy mg/z cần dùng. Số mol CO2 bằng 2 este tạo bởi ancol và 2 axit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Mình tìm được số mol CO2 0,25 4,5 chia 18. Đúng là 0,25 được thật. 6,16 chia 2,4 bằng 0,275. Chúng mình tính nhầm. 0,275. Anh này là 2 nhân với lại 0,275 ạ. Được chưa? Vậy ở đây mình tìm được là số mol ethe của mình sai rồi. Số mol ethe sẽ bằng là 0,25 nhân 1 cộng với 0,25 nhân 2 trừ đi 0,275 nhân 2 được bao nhiêu chia 2 thì nó phải bằng 0,1 cơ. Suy ra số nguyên tử carbon trung bình bằng 0,25 mà chia cho 0,1 thì bằng 2,5. Được chưa? 2,5. Vậy thì suy ra là 2,5 này nó lớn hơn 2 và nhỏ hơn 3. Vậy suy ra một thằng ethe nó sẽ là C2H4O2, một thằng là C3H6O2. Được chưa? Đề bài nói chúng ta là thằng x nhỏ thằng y. Đúng chưa? Phân tử của thằng x nhỏ thằng y. Vậy đây là thằng x, đây là thằng y. Vậy thằng x của chúng ta C2H4O2 nó là HCOOCH3 nhá. X chúng ta là HCOOCH3. Vậy đáp án đúng của chúng ta, nhìn đáp án mình chỉ có mỗi thằng nào thôi, C HCOOCH3 là thỏa mãn nhá. Chỉ mỗi anh HCOOCH3 là thỏa mãn nhất thôi. Sang câu tiếp theo nhá. Câu số 29. Thủy phân STX. Sau này các cháu sẽ nhìn thấy những câu này có rất nhiều trong đề kiểm tra cũng như ở trong cái đề bài trên lớp của cháu. Thủy phân STX mạch hở có công thức phân tử là C4H6O2. Sản phẩm thu được có khả năng tráng bạc. Số STX thỏa mãn tính chất trên là. Thủy phân STX nhé, mạch thở này, công thức phân tử là C4H6O2. Sản phẩm thu được có khả năng tráng bạc. Số STX thỏa mãn. Thế mình nhìn này, một cái anh là C4H6O2 mà thủy phân đấy thu được tráng bạc. Lưu ý là thủy phân thu được tráng bạc. Vậy đầu tiên là cái bọn gì? HCOO C nối đôi C gạch C là một cháu này. HCOO C này nối đôi này là cháu thứ hai này. HCOO C đây là cháu thứ ba này, ba cháu, đúng chưa? Và dĩ nhiên rồi, chúng ta rất hay quên, chúng ta rất hay quên là có một anh nữa, anh này CH3COO C nối đôi C. Các cháu này đều có đầu HCOO nên khi thủy phân thì đều trắng bạc. Riêng cháu này có OH đính vào carbon chứa nối đôi, thủy phân ra thì thu được CH3CHO thì cháu này cũng trắng bạc nữa. Vậy tổng cộng mình có là 1, 2, 3 và 4 cháu ạ.
Đấy, đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A nhé. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Chúng ta sang câu tiếp, câu số 30. Câu tiếp theo, câu số 30. 30. Khi cho 0,15 mol một este đơn chức X tác dụng với NaOH dư. Khi cho 0,15 mol một este đơn chức X mà tác dụng với NaOH dư. Este đơn chức X công thức là CnH2n(O2). Số mol là 0,15. Đúng chưa? Tác dụng với lại NaOH dư. Sau phản ứng kết thúc thì lượng NaOH phản ứng là 12 gram. 12 gram, 12 chia 40 bằng 0,3. Được chưa? 0,3 mol. Thế thì đây nhá, anh này là anh este đơn chức nhưng mà phản ứng với NaOH thì lại theo tỷ lệ 1 2. Vậy mình có này, số mol NaOH chia cho số mol este bằng 0,3 chia 0,15 bằng 2. Vậy chắc chắn, và nó lại còn là đơn chức nên nó là este của phenol. Được chưa? Và T là khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được, và thu được khối lượng sản phẩm hữu cơ là 29,7 gam. Khối lượng sản phẩm hữu cơ, số đồng phân. Thế thì đây là thu được, nó là este của phenol. Thế chúng ta xuống dưới này ta có, thế thì mình ký hiệu này là sai đúng không? Este của phenol mà cho tác dụng với lại NaOH ấy, thì nó tạo thành muối cộng với lại nước. Đúng chưa? Đây chỗ này anh này là 0,15 mol. Anh này là 0,3 mol thì mình có luôn luôn là số mol nước thì luôn bằng số mol của este của phenol. Mà khối lượng sản phẩm hữu cơ là 29,7. Vậy muối này là 29,7. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta đi bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng mình có khối lượng este của phenol. Phân tử khối đi. Phân tử khối của este nhân với 0,15 cộng với 0,3 nhân 40 thì bằng cộng với 0,15 nhân 18. Vậy đến đây mình tìm được phân tử khối của este. 29,7 cộng 0,15 nhân 18 trừ đi 0,3 nhân 40 bằng chia 0,15 bằng 136. 136. Được chưa? 136. Mà đề bài nói chúng ta rằng là anh này ở đây thì nó lại là thằng este bao nhiêu? Đấy, este đơn chức thôi, este đơn chức nhá, tác dụng với NaOH dư. Thế thì với 136 này thì mình sẽ có là công thức tổng quát của nó sẽ là CxHiO2. Được chưa? Este của phenol, este của phenol thì mình còn một cách biểu diễn khác, đó là R1COOC6H4R2 mà phân tử khối bằng 136. Vậy tới đây hoàn toàn mình tìm được là R1 cộng với lại R2 thì bằng 136 trừ đi 44 trừ đi 12 nhân 6 cộng trừ đi 12 nhân 6 trừ 4 bằng 16. 16 thì mình nhìn thấy 16 chỉ có bằng là 1 cộng 15. 1 là H, 15 là CH3. Được chưa? Vậy suy ra este của chúng ta chắc chắn nó có dạng là gì? HCOO. Đúng chưa? C6H5CH3. Đấy chỉ có thằng này thôi. Đúng chưa? Hoặc là đây một thằng, hoặc là CH3COOC6H5. Đúng chưa? Và rất nhiều bạn đi tô là đáp án 2 nhé. Rất nhiều bạn đi tô đáp án sai 2 là sai. Bởi vì đây, đây là một đồng phân này. Nhưng riêng anh này thì nó tỉa thành ba thằng đồng phân. Nhìn nhá. Có vòng nó đặc biệt lắm. Đây là HCOO này, cắm một cái vào đây này. Vậy bây giờ là mình có thằng CH3 đi cắm. Thì anh này cắm vào đây thì nó chia thằng vòng benzene này thành ba vị trí đúng không? Đấy, cắm vào đây là thằng số 1, cắm vào đây thằng số 2, cắm vào đây thằng số 3. Vậy CH3 hoặc cắm vào đây, đây, đây là có ba đồng phân nữa. 3 cộng với 1 thì bằng 4 ạ. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án A. 4 nhá. Đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án A. 4. Ok. 4 sản phẩm nhá. Hiểu chưa nào? Chúng ta sang câu tiếp này. Câu số 31. Câu số 31. Cho sơ đồ phản ứng sau.
Câu số 31. Cho sơ đồ phản ứng sau. Các em phải làm bài tập nhá. Làm bài tập nhá. Đây là ở trong sách hữu cơ trang số 35. Câu số 31. Cho sơ đồ phản ứng sau. Công thức cấu tạo của X thỏa mãn sơ đồ đã cho là. Công thức cấu tạo của X thỏa mãn sơ đồ đã cho là. Chúng ta nhìn nhá. Chúng ta nhìn này. Đầu tiên này là anh este này, este đơn chức, thủy phân trong môi trường NaOH thu được Y và sản phẩm Y này tráng được bạc. Đúng là nhìn nhá, Y tráng được bạc. Được chưa? Thế mình nhìn này, anh este X này. Anh này thủy phân này thì thu được CH3OH không tráng bạc. Anh đầu tiên là C2H3COH cũng không tráng bạc. Bỏ ngay đáp án A. Anh thứ hai đáp án B này. Thủy phân thu được CH3CONa cũng không tráng bạc. CH5OH cũng không tráng bạc. Đúng không? Vậy bỏ tiếp đáp án B. Được chưa? Đáp án C này, thủy phân này thu được anh HCONa. Đúng không? Đây viết ra chỗ anh này, thủy phân thì thu được HCOONa cộng với lại C3H7OH. Thì C3H7OH thì không trắng bạc, vậy HCONa trắng bạc. HCONa trắng bạc cộng với AgNO3 trong NH3 tạo thành Z. Z cộng với NaOH. Đây, từ đây, từ Y này biến thành Z xong biến thành C2H3Na không có thay đổi số nguyên tử carbon. Thế mà anh này có 2 carbon mà anh này chỉ 1 carbon, vậy loại nốt. Vậy đáp án đúng chúng ta chỉ có thể là đáp án D. Nhìn nhá, thằng D này, thủy phân trong môi trường NaOH này, nhiệt độ này, thì mình thu được CH3CONa thì thằng này không trắng bạc. Cộng với đây là OH đính vào carbon chưa nối đôi thì mình thu được là CH3OH, đúng không? CH3, sorry, CH3CHO. Thu được CH3CHO. Đây, vậy Y là CH3CHO nhé. Y cho cộng với AgNO3 trong NH3 cộng với lại AgNO3 trong NH3 thì cái nhóm CHO này nó sẽ biến thành nhóm axit là CH3COONH4. Vậy đây là Z, đây là Y. Được chưa? Thế là CH3COONH4 này tác dụng với NaOH nhé. Tác dụng với NaOH thì nó thu được là CH3COONa. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án D nhé. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Mình sang câu tiếp theo nhé. Câu số 32. Tiếp theo câu số 32. Cho axit salicylic. Cho axit salicylic. Được chưa? Đây. Thu được este đây. Đấy. Mình vẽ thằng này ra. C6H4 này. Anh này là CH3COO này. Được chưa? Thằng này là COOH này. Được chưa? Để phản ứng hoàn toàn cần vừa đủ KOH. Số mol KOH chưa biết. Thế mình tìm được số mol thằng này đã. 43,2 chia cho phân tử khối. 43,2 này chia cho phân tử khối này. Bằng ngoặc đơn này 15 này cộng với 44 này cộng 12 nhân 6 này cộng 4 này cộng với lại 45 này thì bằng 0,24 mol. 0,24 mol. Thế bây giờ mình cần tìm số mol KOH đúng không? Mình cần tìm số mol KOH thì bây giờ mình cần biết là một thằng axit hay là este này thì ăn bao nhiêu KOH. Thì chúng ta nhìn nhá, một nhóm COH này thì ăn 1 KOH rồi, một nhóm este ăn 1 KOH nữa. Nhưng chúng ta chú ý này, OH này đính vào vòng này, sau khi ăn xong KOH thì nó là este của phenol đúng không? Lại ăn thêm 1 KOH nữa, vậy tổng cộng số lượng KOH bị ăn là 3. Được chưa? Tổng hợp số lượng KOH bị ăn là 3. Bởi vì để nó tạo thành thằng sau này, CH3COOK này cộng với này, nhìn nhá, thằng sau này, anh này là OK này, anh này là COOK này. Được chưa? Và cộng với nước, vậy thì đúng là 3 kali. 1, 2, 3 kali. Vậy anh này sẽ là 0,24 × 3. 0,24 × 3 thì bằng 0,72. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được số mol KOH của chúng ta thì bằng 0,72, đúng không? Vậy đến đây mình tìm được giá trị của V là 0,72 chia 1. Vậy nó bằng là 0,72. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, 0,72 nhá. Một câu rất là dễ nhưng mà lại có rất nhiều bạn dễ bị sai ở cái câu này. Câu số 33. Câu số 33. Cho các phát biểu sau. Cho các phát biểu sau. Cho các phát biểu sau. Đây bài hỏi là các phát biểu đúng là. Cho các phát biểu sau. Các phát biểu đúng là. Câu số 1 này.
tất cả các aldehyde đều có cả tính oxy hóa và tính khử. Đúng. Bởi vì các aldehyde thì nó thể hiện là tính oxy hóa khi tác dụng với hydro và thể hiện tính khử khi tác dụng với lại AgNO3. Một đúng. Tất cả các axit carboxylic đều không tham gia phản ứng Chã bạc. Sai. HCOOH vẫn tham gia phản ứng Chã bạc, nó cứ có đầu HCO là Chã bạc. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch, cái này chính xác. Ba đúng. Được chưa? Tất cả các ancol đa chức, no đa chức đều hòa tan ở CO2 hai lần. Sai. Để hòa tan được CO2 hai lần thì nó phải là gì nhỉ? Để hòa tan được CO2 hai lần nó phải có OH liền, OH đa kề. Được chưa? Thằng này chỉ có đa chức thôi chưa đủ, nó phải là kề. Bốn sai. Vậy mình có nhận định đúng của mình ở đây là 1 3 nhá. 1 và 3. Vậy đáp án đúng của mình ở đây là đáp án C. 1 và 3. Ok. Dễ mà đúng không? Mình sang câu tiếp theo nhá. Câu số 34. Ok. Sang câu tiếp, câu số 34. STX no đơn chức mạch hở và không có phản ứng Chã bạc. STX no đơn chức mạch hở không phản ứng Chã bạc. Để yên đấy. No đơn chức mạch hở vậy thì chắc chắn nó là CnH2nO2 rồi. Đốt cháy 0,1 mol X. Rồi cho sản phẩm cháy oxy này, thu được này, CO2 này, H2O này, số mol CO2 là 0,1N. Số mol nước là 0,1N nhân 2N chia 2 cũng bằng 0,1N. Rồi hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong. Hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong. CaOH2 lần. Số mol là 0,22. Vẫn thu được kết tủa. Vẫn thu được kết tủa. Nhá. Thủy phân X bằng dung dịch NaOH thì thu được hai hợp chất hữu cơ có số nguyên tử carbon trong phân tử bằng nhau. Vậy phần trăm khối lượng. Đây, hấp thụ vào trong dung dịch vẫn thu được kết tủa, thì cái chỗ cái câu vẫn thu được kết tủa này rất quan trọng. Có nghĩa là thế này. Có nghĩa là điều kiện để thu được kết tủa là số mol OH trừ chia số mol CO2 phải nhỏ hơn 2. Vậy mình có này, số mol OH trừ đây mình có bằng 0,22 nhân 2 thì bằng 0,44. Và số mol CO2 đây là 0,1N. Đúng chưa? Vậy mình suy ra mình có này. 0,44 phải nhỏ hơn 0,2N. Suy ra. Đúng chưa? Đây 0,44 phải nhỏ hơn 0,2N để OH chia CO2 phải nhỏ hơn 2 thì nó mới có kết tủa mà. Đúng không? Sai rồi. Đứa nào mà làm OH chia CO2 nhỏ hơn 2 mới thu kết tủa là sai. OH chia CO2 phải lớn hơn 1. Được chưa? Thì mới thu được kết tủa. Mặt khác mình có OH chia cho CO2, OH của mình là 0,22 nhân 2 thì bằng 0,44. CO2 của mình là 0,1N. Vậy suy ra là 0,44 phải lớn hơn 0,1N. Suy ra là 4,4 phải lớn hơn N. Vậy N nhỏ hơn 4,4 thì N của chúng ta chỉ có thể là bằng, mặt khác N là số nguyên tử carbon của este nhé. Đúng chưa? Vậy N ở đây của chúng ta chỉ có thể là gì? 2 3 4. Được chưa? 2 3 4. Nếu N bằng 2 thì cháu nó sẽ là HCOOCH3, nhưng đề bài bảo của chúng ta là thằng este của chúng ta là không được Chã bạc, không có phản ứng Chã bạc. Nên là loại luôn, bởi vì HCOCH3 là Chã bạc. Nếu là 3 thì cũng không được, bởi vì nó không thỏa mãn cái kiểu là thủy phân trong NaOH thu được hai hợp chất hữu cơ có số nguyên tử carbon trong phân tử bằng nhau. Đây. Anh này, thằng 3 là CH3COOCH3. Thủy phân thu được anh này hai carbon, anh này một carbon. Không thỏa mãn. Vậy mình chỉ có thể là C4. Đúng chưa? C4 ở đây chúng ta là gì? Là C2CH3COOC2H5 là thỏa mãn. Đúng không? Đây thủy phân thu được CH3CONA và C2H5OH, số nguyên tử carbon trong phân tử bằng nhau. Đúng chưa? Đề bài hỏi là phần trăm khối lượng của oxy trong X. Đề bài hỏi là phần trăm khối lượng của oxy trong X thì mình tìm được luôn này. Oxy trong này mình là 32 này, chia cho này, phân tử khối lượng X là 88 này, bằng 36,36 nhân 100. 36,36%, 36,36%. Đúng nhỉ? Ok chưa? 36,36%. Ơ thế vậy, phần trăm khối lượng của oxy ở đây. À sorry, chia nhầm. 32 chia 88
bằng 36,36 đúng không? Vậy đây mình chọn đáp án gần đúng thôi, phần trăm khối lượng của oxy trong X mà. Vậy đáp án đúng chúng ta chắc ở đây là thầy gõ nhầm. Thấy chưa? Đáp án đúng mình là đáp án gì? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án câu số 35, cho dãy các chất số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH dư đun nóng sinh ra côn này. Thực ra thì nhiều bạn bảo là trong quá trình chữa đề thì thầy giải khá là nhanh. Xin lỗi các em. Thế vẫn là chậm ạ. Khi đi thi trung học phổ thông quốc gia chúng ta phải đẩy cao tốc độ nhanh nữa. Nhanh nhưng phải chắc nhé. Thầy nhắc lại, nhanh nhưng phải chắc. Bây giờ để bài hỏi đun nóng sinh ra côn ạ. Phenylacetate. Nói thật với các em, nếu làm đến câu này rồi mà mình không nắm được cái công thức phân tử của phenylacetate thì coi như toàn. Phenylacetate CH3 COO C6H5. Thằng này mà thủy phân trong môi trường NaOH ấy thì không bao giờ thu được ancol nữa. Muối này thì mình không phải viết nhé, CH3CONa. Mình sẽ thu được thằng este C6 à, thu được thằng muối ONa. Lý do tại sao? Tại vì là OH đính vào carbon thơm thì ngay lập tức biến thành muối. Và anh này không thể thu được ancol nữa. Alin acetat thì sao? Cái nhóm alin này rất nhiều bạn không nhớ. CH3 COO nhóm alin đây. Đây mới là anilin ạ. Được chưa? Đây là nhóm chức anilin ạ. Nhiều đứa nhầm là để cái nối đôi ở đầu này cũng chết. Anilin đằng này thì chắc chắn thủ đoạn ancol nữa. Và trong NaOH. Bởi vì làm sao? Nhóm OH đính vào carbon. Nó. Ok. Một. Metinacetat, cái này tên quen rồi, nhưng mình cũng phải viết ra cho chắc ăn. Nhớ mặt lẻ CO CH3. Đúng không? Hoàn toàn mình thu được ancol là CH3 OH. Đúng không? Ethyl format thì sao? Ethyl format HCOO CH5 thì chắc chắn mình thu được CH5 OH. Được một cháu nữa. Tripalmitin. Tripalmitin cháu này là chất béo. C15 H31 COO 3 lần C3H5. Được chưa? Cộng NaOH thì chắc chắn mình thu được C3H8 O3 glycerol. Thêm cháu này nữa. Vậy tổng cộng chúng ta sẽ có số chất sinh ra trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH mà đun nóng sinh ra ancol là 1, 2, 3, 4. 4 chất. Đáp án đúng là đáp án A. Đáp án đúng là đáp án A. Ok, câu 36 của câu bài tập đúng không? Chúng ta chữa tiếp nha, câu 37. Khi cho một ít mỡ lợn sau khi rán, giả sử là tristerine. Khi cho một ít mỡ lợn sau khi rán, giả sử là tristerin vào bát sứ đựng dung dịch NaOH, sau đó đun nóng và khuấy đều. Chúng ta hiểu này, tristerin là chất béo nhá. Mấy cái câu mà hỏi về cái kiểu mà thí nghiệm thực tiễn này dạo gần đây rất hay vào phần vận dụng cao trong đề thi trung học phổ thông quốc gia. Tristerin C17H35COO tất cả 3 lần C3H5 ít mỡ lợn vào trong dung dịch NaOH NaOH thì thu được gì ạ? C17H35COONa. Được chưa? 3 lần ăn 3 NaOH cộng với C3H5OH 3 lần. Vậy đề bài hỏi là những hiện tượng nào sau đây quan sát được? Đầu tiên là khi thả miếng mỡ vào bên trong dung dịch thì đầu tiên khi mà chưa đun ấy thì miếng mỡ nổi. Bởi vì là mỡ thì lúc nào cũng nổi trong nước, đúng không? Mỡ là este, este thì nhẹ nước. Ok. Mỡ nổi ok, mỡ chìm vứt, mỡ nổi ok, mỡ chìm vứt. Đấy, mình loại được 50-50 rồi. Không thay đổi gì trong quá trình đun nóng thì phản ứng này không xảy ra là sai. Phản ứng này có xảy ra nên nó sẽ có bị thay đổi. Được chưa? Mỡ nổi sau đó tan dần. Chính xác. Mỡ nổi sau đó tan dần. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Đấy.